Thôi mình đi đi, chứ về trên đó mà trễ sau 10 giờ là tiêu luôn á. Khoan đã, chờ chút chút. Chị lấy cái này chi vậy? Chị đi ra một tí. Chị Hoa Hồng đây. Chị không đi nữa đúng không? Chị không bị xuống địa ngục đúng không chị? Em nhận đi. Đây là quà bạc của chị trước khi đi đó. Nghe lời chị đi. Nhận đi. Nhận để cho chị vui đi. Chị Hoa Hồng đây. Suki đến rồi. Chị nói lời cảm ơn em nhiều lắm. Em chỉ muốn lời với các bạn giúp chị. Là chị cũng nhớ tụi nó lắm. Chị không bao giờ quên khoảng thời gian chị biến thành Luna đâu. Rồi thằng cha ru, nó sẽ không bao giờ quên cảnh đá banh với tụi em. Có điều nó hơi mắc cỡ, tôi cũng muốn nói ra. Hai đứa đừng giận nó nha. Chị phải đi thì sao? Khi thế giới phép thuật trở nên hòa bình thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, đúng không? Chị ơi không đi. Em sẽ nhớ chị lắm. Chị cũng sẽ nhớ em nhiều lắm vậy nha. Hình ảnh cuối cùng mà chị muốn thấy là gương mặt của em tươi cười. Chị ơi không đi. Em nhất định sẽ tìm cách cứu chị mà. Nhất định em sẽ làm được mà. Chị mới đi gặp Dê Dê hả? Thôi, chị đừng có buồn nữa. Chị không có sao đâu. Thôi mình đi. Em có hối hận không? Không hối hận. Không hối hận khi đến thế giới loài người. Không hối hận khi bị tình cảm là người làm thay đổi. Không hối hận khi xuống địa ngục. Chết rồi. Chị à, chị giống như gia đình của em vậy đó. Chị như là chị của em vậy đó. Giống như Suri với Nhe Nhe. Chị là người chị tốt nhất trên đời đó. Chị xin lỗi. Chị làm cái gì vậy? Chị không. Đối với chị, em cũng là gia đình duy nhất. Đối với chị,
Chị không thể nào để em vì chị mà phải chịu khổ như địa ngục đâu. Chị à, chị đã tạo một dòng bảo vệ vô hình để bảo vệ em. Và ma nữ sẽ không bắt được em đâu. Em hãy đến một nơi nào đó ở thế giới loài người này và bắt đầu một cuộc sống mới. Đừng bao giờ quay trở về thế giới phép thuật nữa. Và đừng bao giờ gặp lại những người quen trước đây nha em. Chị đừng bỏ em. Em không sống một mình được đâu. Kiru à, suốt khoảng thời gian qua ở bên cạnh em, chị rất là vui. Nhưng còn bây giờ chị không còn bên em nữa. Em cố gắng sống tốt nha Jaru. Nếu như có một ngày nào đó thế giới phép thuật được hòa bình, chị được tự do, chị nhất định sẽ tìm gặp em. Chị đừng mà, chị đừng, chị bây giờ chắc chuyện hoa hồng đen và anh Charu đang ở dưới địa ngục rồi. Chị, em xin lỗi. Suri, hôm nay là đầu tuần đó, tụi con làm bài tập xong hết chưa? Dạ rồi. Còn con sao hả Jeje? Jeje à, ăn thêm miếng nữa đi con. Thôi con đi học. Lâu thì ba mẹ đi học. Sao bạn đi sớm vậy? Không đợi mình gì hết trơn á. Suri, bạn sao vậy? Nhìn bạn có vẻ mệt mệt á. Mình không sao đâu. Thôi tụi mình đi. Suri, bạn sao vậy? Không có gì đâu. Mấy bạn ơi, tao nói hỏi luôn. Đến đây là hồi nãy mình đi ngang phòng giáo viên, mình nghe cô nói là hôm nay bạn Minh Tuấn bị bệnh nên bạn Tuấn sẽ nghỉ học. Nhưng mà chị không? Chắc chắn luôn. Cái tin này hả là một cái tin đáng để ăn mừng. Chiều nay nhất định phải đi ăn. Yeah. Suri. Ừ. Bạn không nghe mình nói gì hả? Mình nói là bữa nay thằng Minh Tuấn nghỉ học rồi. Mình biết rồi. Không có hoa hồng đen và Charu, con thấy trống trải quá. Ba cũng thấy vậy. Trời. Ủa, chú Mai. Giờ thì chú mới về đó. Em có tí chuyện phải giải quyết ở thế giới phép thuật. Chắc chú cũng biết chuyện hoa hồng đen rồi phải không? Dạ rồi. Em nghe đoàn kiểm tra nói, với lại phái ma nữ cũng đã thông báo
giam Qua Hồng Đen và Cha Ru xuống địa ngục. Qua Hồng Đen để vì con người và hòa bình của thế giới phép thuật mà đã chấp nhận hy sinh. Anh biết là chú cũng buồn chuyện Qua Hồng Đen lắm. Anh Ba Râm, thế giới phép thuật lại có chuyện nữa rồi đó. Có chuyện là sao chú? Không phải là sau khi kiểm tra xong thì họ để cho mình yên sao? Không có đơn giản gì đâu con. Chú nghe nói là phái ma nữ sẽ cử thêm người xuống thế giới loài người, mà lần này chúng sẽ cử người lợi hại hôm qua Hồng Đen đó. Chú định đi đâu đó? Em đi đến đây một tí. Trời ơi là trời, cái phái ma nữ này quyết tâm tiêu diệt gia đình mình mà. Qua Hồng Đen, Cha Ru, alo, sao em tìm giúp được cho anh người phụ việc rồi hả? Tốt quá tốt quá. Tên gì hả? Cá Rô hả? Gì Năm Rô à. rồi cảm ơn nhiều nha, cảm ơn nhiều. Cuối cùng thì cũng tìm được người phụ việc cho mình rồi, phải về báo cho cả nhà biết chuyện này mới được. Sao giờ này mà quán chưa mở cửa ta? Con à, chồng con chưa có về ăn cơm không? Dạ, anh nói là ngoài cửa hàng bận bịu lắm, chưa có tìm được người giúp nữa. Con định là trưa nay con ra ngoài đó coi làm sao. Con ra ngoài đó phụ nó, rồi có gì đem cơm hai chồng cùng ăn ngoài đó luôn. Dạ. Con về rồi đây. Ủa sao anh nói là trưa nay không về? Thì tính không về, nhưng mà có chuyện vui thành ra mới phải về đó. Có chuyện vui hả con? Con tìm được người giúp việc ở cửa hàng mình rồi. Vậy hả? Ai vậy? Minh Quân, nó có một thằng em nào đó trò học trên thành phố nè, mà cũng đang rảnh rỗi, thành ra có thể qua phụ con được. Chừng nào nó đi làm vậy con? Chắc cũng vài bữa đó thôi. Nhưng mà có điều là... Bộ có chuyện gì hả anh?
Không có gì, nhưng mà nghe đâu tên của nó là Năm Rô. Nghe tên có cảm giác như con cá rô vậy đó. Nghe cảm giác cái tên nó hơi quê quê, cục mịch sao đâu á. Mà chắc là cái người này nó cũng không có lanh lẹ thông minh cho lắm. Mà trong khi mình buôn bán mà, mình cần phải cái người mà nhanh nhẩu hoạt bát kìa. Anh này thiệt á, chưa gặp người ta mà cứ đón già đón non. Biết đâu cái tên nó như vậy mà nó không phải như vậy thì sao? Cũng mong là như vậy đó. À, chú mày, con xuống đây tôi nói chuyện chút chút coi. Ủa sao vậy? Mày tôi thấy chú bình thường mà. Dạ, em không sao đâu anh. Em chỉ hơi mệt một tí thôi. À hả? À nếu mà tôi nghỉ đi, lúc khác tôi nói cũng được. Dạ. Hôm nay tụi mình phải ăn uống mừng ngày cái thằng Minh Tuấn nó nghỉ học. Nhưng mà tụi mình ăn ở đâu đây? Còn ăn ở đâu nữa? Đương nhiên là quán Tiếng Ngọt rồi. Mình không ăn được ở đó nữa đâu. Gì vậy sao vậy? Bạn nói không ăn được làm sao? Ở đó đóng cửa rồi. Đóng cửa? Mày nói thiệt hả? Chị Hoa Hồng Đen nói là cảm ơn tụi mình vì trong thời gian qua tụi mình đã ủng hộ quán. Nhưng sao lại đi gấp như vậy chứ? Có lẽ hai người đó đã về nước rồi. Vậy là bán cái quán đó rồi về nước luôn rồi hả? Vỡ ngôn như vậy mà. Bây giờ tụi mình biết ăn ở đâu đây? Thôi, hôm nay mình không muốn đi ăn đâu. Mấy bạn đi với nhau đi, mình về trước nha. Sorry. Bữa nay Sorry bị gì cả? Mình không biết nữa. Từ sáng đến giờ thấy Suri cứ thẫn thờ như vậy hoài à. Hay là quán Khế Ngọt đóng cửa rồi Suri không có gì ăn nên Suri buồn? Suri không có ham ăn như bạn đâu. Biết đâu được. Sao con không vô học đi? Còn đứng đó làm gì hả? Mẹ ơi, hôm nay con thấy trong người nó mệt mệt sao? Cái gì? Con nói cái gì? Đã nghỉ học ở trường rồi, giờ muốn nghỉ học thêm nữa hả? Dạ, con... Có bệnh cũng vô học nữa, nhanh lên! Nhưng mà mẹ ơi, con mệt thiệt mà. Bà chủ ơi, con chủ mệt thiệt đó bà chủ. Tôi không hỏi anh, con đi vô nhà cô đi. Mẹ... Cái gì hả? Cô đi! Bà chủ! Mẹ tôi nói con rồi là con trai không được khóc nghe chưa? Con sao? Cô sao không con chủ? Minh Tuấn. Sorry. Cô, sao cô lại làm như vậy chứ? Minh Tuấn có làm gì sai đâu. Ai vậy? Dạ, thằng này là bạn học với con chủ. Tôi không hỏi anh. Còn cậu nữa, không có được xen vào chuyện gia đình người khác nghe chưa? Không phải là con muốn xen vào chuyện của cô, nhưng mà con thấy cô làm vậy là không đúng. Một thằng nhóc mà bày đặt biết đúng sai nữa hả? Tránh ra. Thôi được rồi Suri, tránh ra đi. Mẹ à, mẹ đừng nóng nữa, con hết khóc rồi nè. Bây giờ con đi vô học nè. Không có vô học gì hết á, đi về, nhanh lên. Đi về.
Đến cái anh cũng mang nữa hả? Không biết chừng nào phái ma nữ lại phái một người khác xuống quậy phá mình nữa đây. Làm sao mà yên tâm mà ăn uống gì được. Thank you.